Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 10 tháng 5, Thánh Antonio, Thánh Augustino Đông, từ đạo Việt Nam. Thánh Antonio. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi. Bỏ Chúa trong đời, trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 10 tháng 5, Thánh Antonio, Thánh Augustino Đông, từ đạo Việt Nam. Thánh Antonio. Thánh Antonio sống vào thế kỷ thứ 15. Ngay lúc còn trẻ, Antonio đã tỏ ra là một người có năng lực tuyệt vời. Người ta kể chuyện rằng khi lên 15 tuổi, Antonio xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh. Chồng Antonio lúc ấy rất bé nhỏ và non trẻ. Cha bề trên chăm chú nhìn Antonio hồi lâu, rồi nói: "Được, ta sẽ nhận con với điều kiện là con phải học thuộc lòng sắc lệnh về ân sủng." Sắc lệnh về ân sủng là một tập sách dày hàng trăm trang. "Bằng không," cha bề trên nói tiếp, "bằng không ta sẽ không nhận con." Nhưng Antonio đã chấp nhận lời yêu cầu khó khăn ấy. Một năm sau, Antonio trở lại. Thật là khó diễn tả sự ngỡ ngàng của cha bề trên khi ngài nhận thấy Antonio đã nhớ thuộc lòng toàn bộ sắc lệnh về ân sủng. Không cần phải nói thêm lời nào, Antonio lập tức được nhận vào dòng. Tuy nhiên, không phải do khả năng ghi nhớ của Thánh Antonio đã làm thay đổi ý định của cha bề trên, mà là vì thánh nhân đã chứng tỏ mình thật nghiêm túc và chân thành đối với ơn gọi tu trì, lòng khao khát. Không khao khát chẳng ai bỏ nguyên một năm trời ra để mà học thuộc lòng sắc lệnh ấy theo yêu cầu của cha bề trên. Dù mới 16 tuổi, Antonio đã không ngớt làm cho mọi người phải ngạc nhiên bởi lối sống của mình ở trong tu viện. Khi lớn hơn, Antonio được trao hết nhiệm vụ quan trọng này tới nhiệm vụ quan trọng khác. Gương sáng đạo đức của Antonio ảnh hưởng trên các anh em tu sĩ Đa Minh cùng tu với ngài. Họ yêu mến và kính trọng Antonio. Điều này được minh chứng một cách hùng hồn trong đời sống của chân phước Antonio Nero, lễ kính ngày mùng 10 tháng 4. Vào tháng 3 năm 1446, Thánh Antonio được chọn làm tổng giám mục giáo phận Florencia nước Ý. Danh xưng mà người ta đặt cho vị thánh này đó là cha của những người nghèo khổ. Antonio được đặt là, người ta đặt cho danh xưng là cha của những người nghèo khổ. Vì Thánh Antonio không bao giờ từ chối giúp đỡ ai. Khi hết tiền, Thánh Antonio đã bố thí cho họ quần áo, giày ủng, đồ đạc và ngay cả con la duy nhất mà ngài đang cưỡi. Có mỗi con la duy nhất để cưỡi di chuyển thì Antonio cũng bố thí luôn cho người nghèo. Nhiều lần con la này đã được bán đi để lấy tiền giúp cho người nghèo. Rồi những người dân giàu có lại giúp tiền để mà chuộc lại con la này đưa về cho Antonio. Và dĩ nhiên, Thánh Antonio lại bán nó để lấy tiền giúp đỡ những người nghèo khổ khác. Thánh Antonio thường nói,
người kế vị các tông đồ không nên tích trữ cho mình bất cứ của gì ngoại trừ sự giàu có về các nhân đức. Người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục, không nên tích trữ cho mình bất cứ của gì ngoại trừ sự giàu có về các nhân đức. Thánh Antonio về trời năm 1459, năm 1459, và được tôn phong hiển thánh năm 1523. Thưa anh chị em và các bạn, câu mà Thánh Antonio để lại làm tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, đấy là người kế vị các tông đồ không nên tích trữ cho mình bất cứ của gì ngoại trừ sự giàu có về các nhân đức. Đôi khi tôi thấy bản thân mình sống ngược lại, tích trữ cho mình tất cả mọi thứ ngoại trừ các nhân đức. Tích trữ cho mình mọi thứ của cái danh vọng, chức tước, địa vị ngoại trừ các nhân đức. Trong khi đó, Thánh là người không tích trữ cho mình cái gì ngoại trừ các nhân đức. Mình thì ngược lại, tích trữ cho mình mọi thứ ngoại trừ các nhân đức là chả có cái gì cả. Không có một nhân đức nào cả. Điểm thứ hai mà tôi suy nghĩ về người kế vị các tông đồ là giám mục Antonio, làm tổng giám mục giáo phận Florencia, mà được người ta gọi là cha của những người nghèo khó. Như thế nào người ta mới gọi là đức tổng giám mục ấy là cha của những người nghèo khó chứ? Là vì lý do là Ngài không bao giờ từ chối giúp đỡ ai, không bao giờ từ chối giúp đỡ ai, mà thậm chí khi hết tiền thì lấy cả quần áo đồ đạc của mình, ngay cả con la duy nhất cũng đem cầm cố để mà giúp cho người nghèo. Đấy, đó là lòng thương xót đấy, đó là vị giám mục của lòng thương xót đấy, đó là người làm gương sáng về lòng thương xót đấy. Không tích trữ cho mình cái gì ngoại trừ lòng thương xót, ngoại trừ các nhân đức. Đấy, thưa anh chị em và các bạn, mỗi người chúng ta ngày hôm nay, mình nhận thấy được rằng là mình tích trữ quá nhiều thứ, và thực sự cái bản tính tự nhiên mỗi người là chỉ muốn vơ vào thôi, có đúng không? Có một thì muốn có hai thì muốn có ba, có cái này thì muốn có cái kia, chẳng bao giờ mình cho là đủ cả. Mà cái điều cần nhất là tích trữ cái nhân đức, là thực hành lòng thương xót thì mình lại quên. Biết mọi thứ mà trừ lòng thương xót, có mọi thứ ngoại trừ lòng thương xót cũng bằng không vậy. Không tích trữ cho mình cái gì ngoại trừ lòng thương xót. Chúng ta gặp gỡ một vị thánh tử đạo cũng trong ngày 10 tháng 5, đó là Thánh Augustino Đông. Cha Augustino Đông tên là Augustino Schoffler, sinh năm 1822 tại Lorraine, nước Pháp. Ngay từ nhỏ, Augustino đã được Chúa ban cho ước muốn giảng đạo Chúa. Cậu đã được cha xứ xin cho vào chủng viện địa phận Nancy. Và sau một năm học thần học, thầy Augustino đã xin phép cha mẹ để gia nhập vào Hội Thừa Sai Paris, là một hội chuyên đào tạo các linh mục đi truyền giáo ở các nước khác. Giữa lúc đó, tin tức về việc giảng đạo ở Đông Nam Á rất bi đát. Có thể nói đi giảng đạo là đi vào chỗ chết. Cho nên song thân của Augustino ngăn cản, không cho thầy gia nhập Hội Thừa Sai Paris. Dù vậy, thầy cũng vẫn xin vào hội, vì nghĩ phải theo lời mời gọi của Chúa thúc đẩy trong tâm hồn. Ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không đáng làm môn đệ thầy. Ngày 29 tháng 5 năm 1847, thầy được thụ phong linh mục và được gửi đi giảng đạo ở Việt Nam. Lúc đó,
Đức cha Liêu làm giám mục địa phận Tây Đàng Ngoài vui mừng đón tiếp cha và đặt tên cho cha là Cố Đông. Cha Cố Đông, tên tiếng Việt. Và rồi cho cha học tiếng Việt và sai đi giúp sứ đoài. Còn gì hạnh phúc hơn khi con người được Chúa ban mọi sự như lòng sở nguyện? Cha Đông ước muốn đi đến các nơi xa để rao truyền danh Thánh Chúa. Nay đã được đến Việt Nam, rồi được sai đến cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát. Cha hết sức vui mừng, hăng say truyền đạo. Kết quả thật khả quan, số người trở lại đạo ngày càng nhiều. Còn giáo dân thì nhờ lời cha dạy bảo mà thêm nhiệt thành phụng sự Chúa. Giữa lúc cha hăng say hoạt động truyền giáo, thì ngày 1 tháng 3 năm 1851, sau khi giảng phòng mùa chay ở xứ Bầu Nọ, trên đường cha đến xứ Bản Mộ thì bị quân lính bắt cùng với một linh mục Việt Nam và hai chú giúp lễ. Tất cả bị giải lên tỉnh Sơn Tây. Quan tuần phủ địa phương tuyên bố mình không có ý giải nộp vị thừa sai và ra giá chuộc là 1 nén vàng và 100 nén bạc. Cha Đông trả lời là không có món tiền đó. Nhưng rồi cha hiểu ngay rằng dù đòi được tiền thì quan vẫn nộp mình cho quan lớn. Cho nên cha Đông mới nói rằng là vì quan nhất quyết đòi tiền chuộc, xin hãy thả những người này về, chỉ có họ mới biết chỗ tôi để tiền. Quan tưởng thật nên trả tự do cho linh mục Việt Nam và hai chú giúp lễ. Khi thấy họ đi rồi, đi xa rồi, an toàn rồi, thì cha Đông mới nói rõ lý do là chỉ muốn một mình bị bắt thôi, chứ ngài cũng chẳng có tiền bạc gì đâu. Linh mục Việt Nam và hai chú giúp lễ thoát rồi thì ngài an tâm rồi, bây giờ nộp mình. Tức giận, quan cho đánh đập cha tàn nhẫn và gửi lên quan trên. Khi lên tỉnh, quan hỏi về quê quán, đến Việt Nam bao lâu, cư trú ở đâu, có biết là vua cấm đạo hay không? Cha trả lời: tên tôi là Augustino, năm nay 29 tuổi, quê ở nước Pháp. Tôi đến đây để giảng đạo Đức Chúa Trời. Tôi biết nước An Nam cấm đạo ngặt, nhưng tôi không sợ xử tử. Còn việc tôi ở đâu tôi sẽ không bao giờ nói, đừng hỏi làm gì hết. Vì họ muốn hỏi nơi cha ẩn náu để đến bắt những linh mục, những người giáo dân. Sau nhiều lần bị tra tấn, cha vẫn cương quyết sẵn sàng chịu khổ, chịu chết vì Chúa. Ngày 11 tháng 4 năm 1851, bản án vua phê mới về đến Sơn Tây và xác định ngày xử là mùng 1 tháng 5, ngày đầu tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Nghe tin đó, cha Đông vui mừng quỳ xuống đất tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì đã thương cho mình được phúc trọng ấy như là hoa tươi dâng lên trước tòa Chúa và Mẹ. Ngày xử diễn ra như là ngày hội. Cha Đông đi giữa, hai bên là 8 người lính cầm gươm tuốt trần sáng láng đi hai bên. Phía trước có 2 hàng lính, một bên cầm súng, còn một bên kia cầm giáo. Khi có hiệu lệnh ban ra, lính hai bên làm thành dàn chào. Phía sau có 2 thất voi trận chở 2 viên quan giám sát. Vị chứng nhân đi giữa đoàn rước, cổ mang gông, đầu ngẩng cao, 2 tay ôm xích sắt để đi khỏi vướng, tươi cười như ngày khải hoàn. Đức cha Retholiêu đã phải thốt lên: đẹp biết bao cái chết của vị tử đạo. Đẹp biết bao cái chết của vị tử đạo. Đến nơi, cha Đông quỳ gối cầu nguyện rồi cầm thánh giá đeo trên cổ cung kính hôn 3 lần. Đoạn cởi áo đưa đầu cho Lê Hình và nói: này, anh làm nhiệm vụ nhanh lên. Quan giám sát nghe thế cản lại:
phải chờ đến hồi chương thứ ba mới được chém. Bang, 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 hồi chương thứ ba mới được chém. Hôm ấy Lý Hình run quá, chém 3 nhát mà vẫn chưa dứt. Phải lấy gươm cắt phần thịt còn lại. Chặt 3 nhát mà đầu ngài vẫn chưa đứt, lấy gươm cắt phần thịt còn lại. Cha bị trảm quyết tại pháp trường Năm Mẫu ở Sơn Tây. Đầu vị Từ Đạo bị bỏ trôi sông mất tích. Thi thể của ngài được chôn cất tại chỗ. 2 đêm sau, các tín hữu cải lên đem về an táng ở họ Bách Lộc. Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 tôn phong Cố Đông lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Yêu.